Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý khách. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bồ Lâm Xê Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337019191 0974644973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con máy cưa xích Shindawa Nhật. Shindawa 407. Rất chỉ là đẹp. Đấy, zin nguyên bản luôn. Đẹp xuất sắc. Quay cho anh em coi. Đấy, xích chung làm là tinh đầu to. Đấy. Rất chỉ là đẹp. Chỉ là đẹp ha, zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Hàng này thì hàng hệ của anh em miền Tây. Đẹp. Rất là mượt luôn. Ngọc như ngọc trinh. Lam này lam năm tấc xích chung nha anh em. Nó này làm giả thôi chứ không có đâu. Cái mũi mặt ốp này là hơi bị chóc sơn này. Chóc sơn thôi. Cái này nó rất là đẹp, rất chi là đẹp luôn. Mới kiếm xem em. Này tem xịt áp lực muốn tróc luôn. Con này mạnh nha anh em nhá. Con này lòng con này là 43,6cc, lòng lầm 43cc. Hàng này cưa thì bao trâu bao lị luôn. Đầm tay cưa sướng, bền, bền bỉ, máy móc tốt, ngon. Còn lòng thì thật ra thì con này nó tầm khoảng 41 gì đó, 41 ly hoặc là 44 chắc cũng 41 thôi, số lẻ thôi. Nó thật sự với anh em này, em chưa bung cái máy này bao giờ cả đâu, em không chắc chắn đâu. Sợ trên mạng thì cũng chẳng có rảnh mà sợ thì anh em có thể nghiên cứu. Còn mình cứ quan tâm đến cc nó là được à. Mày có lòng to như cái cc là được. Vậy thôi. Đó. Ủa như là nó rồi còn sang tốt, rằng là tốt mình nổ thế. Ủa cái này là 45,6cc là mình biết được rồi. Đâu có nổi bực. À 43,6cc, bảy bảy. 43. Nhìn cái số thì không đoán được, số thì tưởng 40 chứ, nhưng mà nó thật ra là 43. Rồi, bây giờ là hướng dẫn anh em cách khởi động con máy này. Máy để nguội này, bây giờ em máy em chưa hề khởi động. Bây giờ anh em tắt công tắc giùm em. Đấy. Chỉ cho anh em cách này. Bóp, anh em lưu ý này, nó có chốt có ga thì bóp. Thật ra thì anh em bóp cũng được, mà không bóp được máy móc còn tốt, còn ngon thì khỏi cần bóp cũng được. Nhưng mà vu để lâu này tốt hết nên bóp cho nó. Bóp chốt có ga, nó đã làm nó phải có lý do. À. Bóp chốt có ga làm sao để cho xăng đóng lên nhanh ấy, rồi anh em kéo cái e ra, anh em giật em hai cái, một thắt tay lên hai cái, đóng cái e vô, đẩy cái e vô, mở công tắc này giật, đây là nó vẫn chưa, đây lại ha, đó, tức là cái này ý, như vừa rồi ý, là em phải giật thêm khoảng cái thứ ba đấy, cái thứ ba đấy, đó, thêm một cái nữa thì nó mới được, nó mới lên sang được, mình giật tiếp ạ. Tức là lúc khi mình tắt công tắc thì mình giật khoảng 3 cái, 2 cái thì nó chưa lên xăng được. Nhưng dòng máy này phải 3 cái. Đó. Khi nó nổ lên rồi anh em phải nhẹ nổ. Cái này là chưa chỉnh lại xăng cho chuẩn. Nó vẫn bị dư xăng. Hơi dư xăng một tí. Để chỉnh lại cho nó chuẩn. Ok, chỉnh này, ngọt hơn rồi. Đó. Rất là mạnh luôn. À, con này thì thật sự với anh em ấy là cưa chuyên nghiệp được luôn. Gia đình thì dùng con này thì hơi bị dư công suất, tại vì nó lên tới 43,6cc. Đó, làm zin 5 tấc, làm này làm chuột của Shindawa luôn. Thì cây này ấy em bán cho anh em với giá là 4,4 triệu. Nhưng hôm nay khuyến mại đang giảm giá đặc biệt. Tính cho anh em chỉ là 4,3 triệu một con máy này thôi nha. Chuyển khoản 500.000 bên em miễn phí ship cho anh em nhá, chuyển khoản 500.000 miễn phí ship.
đặt cọc thẻ cào 200.000 thì phí vận chuyển nó 100.000 nữa, là thành 4.4 triệu về nhà anh em nha. Bên em là phải có cọc, buộc phải có cọc thì phải gửi hàng đó, anh em có lưu ý là như vậy. Để anh em thiện chí lấy thì điện hệ qua hai số điện thoại 0974644973, 0337019191. Số điện thoại đầu tiên là 0974 có sử dụng Zalo, anh em có thể kết bạn. Nói thật ra thì hai số đều sử dụng Zalo, nhưng mà cái số 0974 ấy là em sử dụng nhiều hơn, thì anh em cứ kết bạn số 0974 của em đi, là Zalo em số đó. Rồi, anh em thiện chí mua hàng thì liên hệ trực tiếp. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em. Thấy video hay like giúp em, ai để lại nhận xét giúp em với anh em. Và lưu ý này, hàng này em bao zin hết cho anh em này, bao zin nguyên bản nhé, không like không nét gì hết. Anh em nào mà riêng mà like đập bỏ máy đền gấp 3 lần đi. Ok chưa? Rồi, xin chào anh em.